Hello tất cả anh em nhá, đây là mình đây. Nay thì mình cầm 10 triệu vào để đánh con Long Hổ anh em nhá. Bây giờ thì mình hôm nào cũng chén rồi, hôm nhiều hôm ít, hôm nhiều thì mấy mấy triệu, hôm ít thì lại 3 4 5 triệu anh em chung là đều tay. Hôm nay là vào kiếm tiếp anh em ạ. Kiếm lấy nay cầm nhiều rồi, vốn nhiều rồi, để đánh vào cầu thì mình kiếm thêm được tí anh em ạ. Mấy hôm tiêu tốn quá nay còn mời mờ vào đánh anh em ạ. Xem được kiếm thêm được tí anh em, vốn nhiều thì kiếm được nhiều anh em ạ. Nói chung link con game này mình cứ để dưới đây anh em nha, có gì anh em tải về chơi uy tín. Đấy, vào mất mất tay, thua một tay ở đấy. Cái anh em mà anh em cứ mới đầu đến chưa ra rõ kèo đâu, em cứ vào thôi. Mình cầm 10 triệu nên cứ vào tay 1 triệu cho nó đều tay. Đấy anh em, mình chơi thì anh em cứ vào theo một cách của mình đấy. Mình thì thường đánh theo cái loại số nhiều đấy anh em. Nếu mà cầu nào nó về nhiều, ví dụ như cầu cầu long nó về nhiều hoặc là cầu hổ nó về nhiều thì anh em cứ theo thôi. Tự nhiên ở đây này, mình đã đánh cầu cầu bên hổ này. Đấy, lại liếm rồi, kiếm lại hờ hồi 4 anh em. Để xem hôm nay nó có may mắn với mình không. Anh em bắt một phần phần còn may mắn này anh em để ra một thêm một hai cột là xem là cầu gì. Đây là bể bể cầu anh em này. Đang về hồ anh em à. Mình đặt bên hồ xem sao. Chà, nó đây về long luôn anh em à. Mình tính vào x2 để cho nó x2 để cho nó ấy mà. Ok. Kèo này lắc mình không vào được rồi. Anh em cứ bình tĩnh chơi anh em ạ. Quan trọng là phút cuối mình cầm được bao nhiêu tiền về thôi. Mình đang đánh để theo dõi cầu nào về đây. Nó đang về là 113 3 lại 11 anh em ạ. Cầu về hơi điêu nha. Tay đại gia cái ăn này giờ mấy mấy cầu năm mấy triệu anh em kìa. Đấy, 99 hòa. Wow, cứ theo hổ xem sao. Ok, đẹp. Đến thế anh em nhé. Lòng. Mới về lòng rồi đúng không anh em? Giờ cầu này thì mình bắt hổ tiếp anh em à. Cầu này anh em thấy không?
đấy mà mình lắc không vào được, anh không không vào được, mình vào tay đôi hổ nó ăn rồi. Tay này mình đập hổ tiếp anh em ạ. Nó đang cầu một, nó đang cầu so le kìa anh em kìa. Mình đập hổ đây lấy lại bốn anh em ạ. Còn anh em không về đâm đầu vào tường luôn. Đấy, mình biết ngay mà. Họt miệng luôn anh em à. Có bốn thì đánh lên rồi. Có bốn rồi. Thơm rồi, mình sẽ vào tiếp, hổ tiếp anh em à. Nó vẫn đang về đấy. Đấy, thơm luôn. Hai tay thông luôn anh em à. Bởi một cú vào miệng luôn. Em mới ăn thì anh em bây giờ vào cầu nhỏ lại nha, để theo dõi tiếp xem nó về gì. Mình đánh bên long này này. Tôi thường hết lần này có khi nó về long đấy, hoặc sợ nó đảo không, mình sợ nó đảo cầu ấy. Tại vì vừa vào ba, vừa về ba hổ thôi mà. Đấy, ngon luôn. Anh em mới ăn ăn to thế thì anh em đánh nhỏ lại anh em nha, cho chắc cú cho nó khỏi soi. Không em, anh em vào nhiều, nhiều khi vào vào nhiều tiền có khi nó đảo cầu đấy. Đây mình nuôi theo con hò là xem, tại vì cột thứ hai bên kia anh em thấy không, có chữ hò đấy. Mình thử nuôi con hò thử xem. Mong nó về hò nhân 8. Lại về hổ rồi anh em à. Cầu này thì anh em đang hổ đây, anh em cứ bắt hổ thôi. Anh em ạ, à, mình vào 5M hổ này. Thế 1 triệu hò, mình nghĩ về hổ hoặc là hò. Hò là nhân 8 là thơm rồi anh em ạ. Đấy, lại lím rồi. Con này có tiền để mua mua quả đồng hồ đó anh em ạ. Này đang về hồ đây anh em, cứ phang hồ thôi hoặc là hòa thôi. Đây cầu nó ra rõ như thế này rồi này anh em này. Đấy anh em đánh, anh em theo dõi cái cầu đó, cầu mà ba cột trên đó, tầm cầu thứ hai trở đi là anh em có thể suy ra được cầu đấy. Đấy ví dụ như mình đánh theo phương pháp số nhiều này, hồ nó ra rồi đấy, mình đánh phang đấy là ăn 20M rồi. Hôm nay mình chơi đến đây thôi anh em ạ. Link tải game mình để dưới phần mô tả đấy nhá. Xin chào anh em nhá.